rồi mình kiểm tra nghe gọi sóng sánh đầy đủ, mình tiến hành mình giao cho anh cầu thủ may mắn ha. Đeo tiền rồi, đặt tiền thành công nè, nhận sim có sóng đầy đủ, gọi thử cái coi. Rồi ngon lành luôn anh em ơi. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận được cái máy nó bị vô hiệu hóa nè, nhận sim có sóng bình thường. Máy này thì nó bị rớt hay gì á, màn hình đồ sọc hết trơn rồi. Khi gặp những cái máy mà bị mật khẩu hay là không thể dùng á, các bạn ghim vô máy tính á thì nó không có nhận cáp hay là không có nhận gì hết nha. Cái này là nói chung là nó bị mật khẩu rồi, ghim cáp nó không có tín hiệu gì hết. Máy này thì của cái anh chàng này nè các bạn. Chàng này hổm giờ cũng bị dính drama nè, quấn lộn giật lộn trong phòng thay đồ với đàn anh Song Woo Min nè các bạn. Rồi tới công chuyện này. Thì sau cái đợt mà gây rối này á thì anh ta bị cắt hết những cái hợp đồng luôn. Nói chung tình hình cũng đang là khó khăn á. Thì trong quá trình giật lộn mà điện thoại trong túi rơi ra gì bể màn hình sọc từ lưa hết. Lúc đó anh rối quá thì hỏi mật khẩu thì anh bấm lung tung á, quên rồi các bạn ơi. Nhờ mình bypass giùm ha, để có máy xài chứ hổm giờ hợp đồng bèo quá, hơi khó khăn. Giờ mình tiến hành mình ram disk giúp ảnh nha, full nghe gọi luôn nha. Đầu tiên gặp những cái máy bytecode á, các bạn đưa vô chế độ recovery trước để mình kiểm tra cái iOS á, mình làm cho chính xác. Con này thì iPhone 8 Plus, các bạn cứ tắt máy, vừa ghim cáp, nhấn giữ phím nguồn hoài luôn là tự động nó vô chế độ recovery thôi. Lúc này thì các bạn tiến hành mở tool, mình kiểm tra phiên bản nó iOS máy. Để mình coi cái máy này thì có xài iCloud không nha các bạn. Nói chung làm những cái máy iPhone đó, các bạn phải kiểm tra chuẩn chính xác trước rồi mình mới làm nha. Nhiều lúc làm ào ào á, có iCloud ẩn hay gì á thì cũng hơi rườm rà ha. Ồ, máy này có iCloud nè. Chỉ là anh ta có iCloud mà chắc quên rồi các bạn ơi. Khi có iCloud á thì các bạn đừng có vội mà restore cái máy nha. Nó về màn hình hello á là hư bột hơi đường nha các bạn. Rồi hôm nay mình chia sẻ với các bạn á một cái tool khá là hay ha. Tool này cũng hoàn toàn miễn phí 100% luôn, các bạn cứ tải về các bạn chạy thôi. Nó có những cái phần hello hay là bytecode á khá là dễ làm nè. Để mình mở device manager lên, kiểm tra driver đầy đủ, mình tiến hành mình chạy nó nha. Làm những cái máy bytecode á thì đầu tiên mình vô chế độ bonus DFU, cái đó là cái bình thường nha các bạn. Thường thường cái công thức mà mình bypass á những cái máy mà bytecode á, đầu tiên mình vô bonus nè. Thì giờ mình vô chế độ DFU cho nó trước rồi mình mới chạy bonus được nha. DFU thì các bạn nên vô theo cái tool nha. Vừa bấm start máy này thì volume trừ với lại nguồn các bạn nhịp nhẽ hợp lý, chờ dòng số 3 trên tool á, nó bắt đếm ngược xuống từ 9 giây trở về không á, các bạn buông phím nguồn, giữ phím volume trừ và tự động nó vô DFU thôi. Rồi khi vô DFU á, các bạn bấm check device trên cái tool, nó sẽ kiểm tra cái máy mình qua một lượt rồi nó tiến hành, nó tự động nó vô chế độ bonus cho mình luôn nha. Cái tool này là nó thấy mà đang ở chế độ DFU là tự động nó vô chế độ bonus thôi. Lúc này thì mình đợi thôi nha các bạn, mình chờ thôi, mình để ý bên góc trái á, cái device manager á, nó sẽ nhảy driver, nó chuyển driver gì đó thì mình nhìn theo đó thôi, nó lỗi tới đâu thì mình xử lý tới đó. Mình chia sẻ những video trên kênh á, mình nói khá là kỹ á, anh em chịu có xem hết video rồi thắc mắc gì thì để lại bình luận bên dưới á. Nhiều lúc anh em tua qua nhanh quá, nó có những cái lỗi driver gì đó anh em không kịp coi á, nhắn hỏi mình thì mình cũng khó trả lời ha. Khi vô bonus thành công nè, các bạn tiến hành boot ram disk, nhưng mà từ từ nha, các bạn để ý driver DFU nó còn kẹt nè, các bạn bấm boot ram disk là nó lỗi nha. Thì giờ mình phải xóa driver DFU đi rồi mình refresh lại là nó sẽ nhận cái driver USB phía dưới nè. Đó các bạn thấy không? Giờ tiến hành mình boot. Các bạn nhớ chọn đúng iOS nha. Khi mình kiểm tra nó iOS máy á thì mình chọn đúng cái file boot ram disk. Rồi lúc này thì mình đợi. Cái này mình boot ram disk nó khá là lâu các bạn, tại vì nó tải cái file trên server về á. Cái này là mình không có file offline nha. Tải trực tiếp trên server về luôn. Thì lúc này thì các bạn chịu khó ngồi đợi thôi. Khi tải xong á, nó tự nó giải nén ra, bắt đầu nó
khai thác những cái lỗi gì đó nó boot trên brick giúp mình nè. Các bạn thấy cái tool nó chạy không? Khá là ngọt các bạn ha. Sau khi boot trên brick SSH thành công. Rồi lúc này thì mình kiểm tra driver rồi mình backup cái file bytecode lại. Các bạn bấm backup bytecode rồi các bạn đợi cho nó backup được cái file bytecode xong Rồi tiến hành mình xóa trắng cái máy. Quá chuẩn luôn. Thì mình làm những cái máy bytecode này thì nói chung là mình làm để ý xíu là mình làm nó thành công thôi ha. Sau khi backup nó hỏi mình có muốn xóa không nè. Thì các bạn xóa luôn ha. A few moments later. Khi xóa xong mình đợi cho nó xóa sạch, nó về màn hình hello. Các bạn nào muốn lấy lại cái file backup của mình thì lên cái link Telegram này ha. Các bạn copy path vô Google rồi các bạn tải về thôi, khá là đơn giản. Rồi mình đợi cái máy cho nó xóa. Mời đẹp. Trong quá trình đợi xóa thì các bạn có rảnh thì lên kênh của mình mình có chia sẻ một số video khá là hay qua phần danh sách này các bạn. Rồi lên coi ha. Chém gió cũng được nha anh em. Rồi mình đợi cho nó về màn hình hello. Máy này thì iOS 14 các bạn ơi. 14 nó vẫn là RAM disk thành công nha. Vỗ tay. Máy này iPhone 8 lút. Xài sao mà quýt lộn lạo rớt máy bể màn hình từ lưa hết anh em ơi. What? Phá. Rồi sau khi lên màn hình hello thì là nó nhận SIM nè. Có sóng, chưa có tên nhà mạng. Thì giờ tiếp tục là mình active. Nhưng mà các bạn từ từ nha. Các bạn phải kích hoạt cái máy, kết nối wifi cho nó vô tới cái màn hình khóa. Rồi mình mới power init lại nha các bạn. Đó màn hình khóa kích hoạt nè. Rồi giờ mình tiến hành. Mình vô power init, boot trên disk. Rồi mình active cái file mà backup bytecode hồi nãy thôi. Khúc này thì mình làm lại, lặp lại cái bước mà những cái bước ban đầu Rồi mình active thôi các bạn. Lúc này thì nó khá là đơn giản rồi ha. Các bạn cứ vô chuẩn chỉ những cái bước, ví dụ như là DFU. Rồi theo hướng dẫn của mình là các bạn làm thành công thôi. Khi vô DFU thành công nè, mình nhớ nhìn driver đầy đủ. Rồi tiến hành mình vô chế độ bow nít lại. Hiện tại. Rồi các bạn cứ đợi. Làm mấy cái bypass này mình đừng có nôn nóng nha. Khi mà tool nó đang làm việc thì mình cứ đợi thôi. Rồi uống nước, uống phê, pháo, hút thuốc gì đó tùy các bạn. Chứ nhiều lúc các bạn tưởng lỗi, các bạn rút ra game vô là nó không có chạy được ha. Làm lại từ đầu nha. Rồi tiến hành boot trên disk lại. Nhớ kiểm tra driver kỹ giùm mình là được. Rồi khi này mình đợi cho nó boot trên disk ha. Thì sau khi mà nó SSH thành công mà các bạn, thì các bạn active lại cái file backup. Mình bấm vô, rồi mình đợi cho nó khôi phục lại cái file backup. Này là full SIM nha các bạn, nghe gọi đầy đủ luôn ha. Mà mình dạng như mình ẩn iCloud thôi, các bạn xài thoải mái. Quá chuẩn luôn. Thì sau khi mà nó active nó hỏi mình là muốn chặn cái cập nhật OTA không. Cái máy này phiên bản thấp quá, mình không có chặn nha các bạn. Cancel. Có gì mình thích mình tự cập nhật được ha. Các bạn muốn chặn các bạn bấm Z tùy các bạn thôi. Rồi lúc này cái máy nó sẽ active lên. Rồi mình kiểm tra nghe gọi sóng sánh đầy đủ. Mình tiến hành mình giao cho anh cầu thủ may mắn ha. Đèo tiền. Rồi active thành công nè. Nhận SIM có sóng đầy đủ. Gọi thử cái coi. Rồi ngon lành luôn anh em ơi. Rồi như vậy thôi. Những cái bước mà mình bypass mà bytecode thì cơ bản là nó như vậy ha. Giờ mình tiến hành mình kiểm tra lại lần cuối nè. iOS 14 8 lút. Thì tình hình cầu thủ này cũng nghe nói giảng hòa với đàn anh rồi các bạn.
Nghe giảng hòa thì mình nhận lại, mình thay màn hình với lại mình thay nắp lưng cho anh ta luôn ha. Rồi anh em vui vẻ bắt tay, đừng có kiếm chuyện nữa ha. What? Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình.